Trái tim bà quá. Xin niệm tin mừng Chúa Nhật 32 thường niên 5B. Kinh nghiệm chiến tranh thì phần đông chúng ta đều đã trải nghiệm. Và một trong những nỗi đau ngút ngàn từ những mất mát không gì có thể bù đắp của chiến tranh chính là hàng hàng lớp lớp trai trẻ của cả hai bên gục ngã ngoài chiến trường, đã khơi dòng nước mắt của cha mẹ già, của vợ dại con thơ, của người tình bé nhỏ, sau bao nhiêu năm vẫn cứ lặng lẽ, âm thầm, tức tưởi chảy dài. Trong số những người đã khóc và đang khóc, có những người vợ chiến sĩ trận vong, những người vợ của anh hùng liệt sĩ, những người vợ của người lính đã dâng hiến máu xương mình để bảo vệ giang sơn, đem lại tự do hòa bình cho đồng bào. Tin mừng hôm nay đặt bà quá làm trọng tâm, không chỉ các bà quá do chiến tranh, mà tất cả mọi người đàn bà đã và đang phải chịu cảnh quá bùa trong cuộc sống. Đúng hơn, tin mừng của Chúa Nhật này chọn trái tim bà quá làm gương sống cho người môn đệ Đức Giêsu, khi đề cao lòng yêu mến Thiên Chúa và trái tim quảng đại đối với tha nhân của hai bà quá, một trong Cựu Ước, một trong Tân Ước. Bà quá làng Sarepta rất nghèo nhưng vẫn sẵn sàng cho hết những gì mình có, như lời bà nói với ngôn sứ Elia, người đã xin bà nước và bánh. Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vỏ. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết. Bà thực sự đang hoàn toàn bế tắc ở cây số cuối cùng của đời quá bùa nghèo nàn, cơ cùng thiếu thốn, giữa tâm bão của tai ương hạn hán. Trước tấm lòng quảng đại và con tim phó thác của bà quá nghèo làng Sarepta, Đức Chúa đã phán qua miệng ngôn sứ Elia: hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn, cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Bà quá thứ hai trong Tân Ước thì chính Đức Giêsu nhận ra khi Ngài quan sát đám đông đang bỏ tiền vào thùng dâng cúng của đền thờ. Và giữa những người giàu bỏ thật nhiều tiền, Ngài nhận ra bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kém, trị giá 1/4 đồng xu Roma, nghĩa là chẳng đáng giá gì. Điều bất ngờ là Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và chỉ cho các ông bà quá nghèo vừa bỏ vào thùng dâng cúng 2 đồng tiền kém rất nhỏ bé ít oi đó, và nói với các ông: thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Thực vậy, ở thời đại thực dụng, khi mọi người, mọi việc, mọi sự đều được đánh giá bằng vị thế, danh vọng, quyền lực, tiền bạc, thì bà quá nghèo đương nhiên được xã hội ưu tiên ưu đãi, xếp vào thành phần không được tôn trọng, nếu không muốn nói là bị khinh bỉ, tẩy chay, đe dọa, bóc lột. Mà không riêng xã hội, nhưng cả giáo hội cũng chạy theo khuynh hướng trào lưu phản tin mừng này. Bằng chứng là trong tin mừng Matthew, chính Đức Giêsu đã lên án các kinh sư và người Pharisêu là những đấng bậc trong đạo đã nuốt hết tài sản của các bà quá. Tóm lại, hai bà quá được nêu lên như gương sáng của lòng quảng đại và trái tim tín thác ở Thiên Chúa, đã mở ra cho chúng ta một con đường đích thực để đến với Đức Giêsu. Đó là chấp nhận những thiếu thốn, nghèo khó, khiếm khuyết và dâng hết những gì thiên hạ cho là không đáng, không giá trị ở con người chúng ta, nơi thân phận chúng ta, trong gia đình chúng ta lên Thiên Chúa. Bởi chính Ngài sẽ làm cho chúng ta được trở thành những bàn tay thi ân của Thiên Chúa, khi đem lại lợi ích cho người khác, bằng làm đầy trái tim nghèo khó của chúng ta bằng tình yêu vô cùng của Ngài, và biến tình trạng cơ cùng quẫn bách của chúng ta thành cơ hội quý giá mang lại hạnh phúc cho anh em, như Đức Chúa đã làm cho hũ bột của bà quá Sarepta không vơi, cho vò dầu của bà chẳng bao giờ cạn.